quý vị và các bạn trong kênh YouTube Út Tròn. Hôm nay có hộ nghèo đến để nhờ mình giúp cái hòm thực hiện thông tin chi tiết về tang lễ. Kính thưa quý khán giả, bà qua đời để lại niềm tiếc thương vô hạn cho người thân, họ hàng và con cháu. Nay gia đình chia sẻ cái cáo phó thông tin chi tiết về tang lễ như sau. Bà tên thật là Lữ Thị Kim Hoa, đã trừ trần vào lúc 13 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng 8 năm Giáp Thìn. Bà hưởng thọ được 66 tuổi. Tuổi của bà là tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959. Quê quán của bà ở ấp Tích Phúc, xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Lễ nhập quan của bà vào lúc 18 giờ ngày 22 tháng 9 năm 2024, nhằm ngày 20 tháng 8 năm lịch năm Giáp Thìn. Lễ an táng của bà vào lúc 9 giờ sáng ngày 22 tháng 8 năm Giáp Thìn tại đất nhà. Quý vị xem video này xin vui lòng cho mình một cái đăng ký. Xin cảm ơn. Đây, chia sẻ cái câu khó của bà này. Bà hưởng thọ được 66 tuổi đi. Cháu sẽ mặc bà lần sau cuối để kịp giờ làm lễ nhập quan.
Lấy đem đồ á. Đem đồ của bả đem theo đi thì nào. Đâu sắp rồi nghe nhắn tí á. Nào đây tức. Lấy búa đằng lấy búa tháo giường. Búa nào. Cuốn cái chén rồi lại luôn. Không bỏ luôn. Để tải đó đi. Ai tải đó hàng, để tải hàng đi. À, để tải cũng được. Không bao giờ đi rồi đi, để tải rồi bỏ. Ba cái. Thank you.
Thank you.
Oh,